cổng vé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào trong kia để tham quan khu nhà sàn lớn nhất Việt Nam nha. Gỗ lim lớn nhất Việt Nam. Và để vào được trong nhà sàn này tham quan thì chúng ta sẽ mất thêm 20.000 nữa nha. Bây giờ chị Yêu sẽ đi mua vé nhá. Tên tên. Cái mơ chị Yêu đang đứng ở cạnh một cái cổng rất là bự luôn. Ui, đây là một cái cổng bự nhất từ trước đến nay chị Yêu từng nhìn thấy. Đây, em nhìn này, cái gì của nó cũng to, cũng rất là to. Tay cầm này, hay là cái này là cái gì đây? Cái này là cái then để cài khuy hay sao ấy. Đó, và nói chung là cái cổng này nó sẽ được làm hoàn toàn bằng gỗ luôn. Ui, và nó cũng rất là nặng em này, rất là nặng luôn. Đó, và cái cổng này đây, chị Yêu chỉ đứng có đến nữa. Hình như là gần một nửa của cái cổng này thôi. Cho nên cái cổng này sẽ, hình như là sẽ cao khoảng 3 mét em ạ. Đó, và hoàn toàn là bằng gỗ luôn. Đấy, đây là một cái cổng, mà cái cổng này bằng gỗ. This is a wooden gate. Wooden gate là một cái cổng bằng gỗ rất là to. Và hình như đây là bằng gỗ lim ấy em ạ. Hình như nó làm được nguyên từ một tấm gỗ thôi. Ui, rất là dày. Cái này siêu dày luôn. Mà cái này được làm bằng gỗ cẩm lan có tuổi thọ là 520 tuổi. Trời ơi. It's 520 years old. Wow. Ui. Thích quá. Nằm ở đây thì rất là thích đấy. Một cái cửa sổ này kem, cái cửa sổ này rất là bự luôn. Đây, cái cửa sổ này người ta làm nguyên bằng một tấm gỗ luôn kem ạ. Đây nhìn này, tấm gỗ rất là dày. Đó. This is a big window kem ạ. Đây là một cái window, một cái cửa sổ đó. Wow, cái cửa sổ này đúng là một cái cửa sổ của cái nhà sàn nào khác, nó bằng là bằng gỗ kem ạ. Đó, this is a big window. Là nhà sàn lớn nhất Việt Nam cho nên là cái gì bên trong cái nhà sàn này cũng rất là bự em ạ. Đây, chị Yêu đang ngồi trên một cái ghế rất là bự luôn. Đó, mà cái ghế này nhá, toàn được làm bằng gỗ luôn thôi em ạ. Làm bằng wood, là gỗ đó em ạ. Đấy, và các em thấy không, ở đây có 4 cái ghế và một cái bàn này. Và đây chính là một cái bộ bàn ghế làm từ gỗ gõ đỏ. Đố các em biết là cái tuổi thọ ghế này là bao nhiêu tuổi. How old is this chair? How old is this chair? Để chị Yêu bật mí cho các em biết nhá. Tuổi thọ của cái chiếc ghế này là It's 515 years old. Là 515 tuổi các em ạ. Wow. Ui, nó còn nhiều tuổi gấp bao nhiêu lần chị Yêu nhỉ? Gấp quá nhiều lần chị Yêu luôn. Đó, và cả cái bộ bàn ghế này nó đang có giá, các em có biết là giá trị của bộ bàn ghế này bao nhiêu tiền không? 470 triệu. Wow. Ui, nửa gần nửa tỷ rồi các em ạ. Ui, đúng là siêu khủng luôn. Các em ơi, đây chính là một cái cầu thang, đây chính là một cái đặc điểm rất là đặc trưng của nhà sàn của người Thái các em ạ. Nhà sàn của người Thái thì người ta sẽ sống ở tầng trên, tức là người ta phải đi một cái cầu thang rất là cao như thế này để lên trên, chứ người ta không sống ở tầng 1 các em ạ. Tầng 1 là người ta thường sẽ để cho các loại gia súc để sinh sống. Đó, thì khi mà để lên được cái chỗ phần nhà ở thì người ta phải đi qua một cái cầu thang như thế này. Đây, và khi mà đi những cái bậc cầu thang này sẽ được gọi là stairs. Stairs. Và những cái này cũng làm bằng gỗ luôn các em ạ. Ui, gỗ rất là xịn. Một cái hồ các em ạ. Và dưới này có rất là nhiều cá to luôn. Các em ơi, bây giờ chị Liêu sẽ giới thiệu cho các em một cảnh quan nữa ở trong khu này. Đó chính là một cái hồ. Một cái hồ này siêu rộng luôn. Đây,
hồ này người ta có thể đào được vịt ở rất là xa, ở tít đằng kia. Đó, đây. Và cái hồ này trong tiếng Anh chúng ta sẽ gọi nó là một cái lake. This is a lake. A lake. Đó, đây là những cái chòi để người ta có thể câu cá nha. Người ta sẽ ngồi trong cái chòi này và người ta sẽ câu cá ở ngoài hồ. Wow, so good. Không khí này rất là thích anh em ạ. Một ngôi nhà sàn lớn nhất Việt Nam. Đây là kỷ lục đấy nha các em. Bây giờ các em đã biết ngôi nhà sàn lớn nhất Việt Nam nằm ở đâu rồi đúng không? Đó chính là nằm ở Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Có bạn nào đã từng tới nhà sàn chưa? Thì hãy comment cho chị Yêu biết nha. Bây giờ sẽ đã đến thời gian tạm biệt rồi. Chị Yêu xin chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong những video lần sau. Bye bye. Đây là video tiếp theo. Các em hãy nhớ đón xem vào ngày mai nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần. Đừng quên đăng ký kênh Leo Leo để nhận được video mới mỗi ngày nhé.